Ngày 8 tháng 9, ông Phạm Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành cho biết, huyện vừa xử phạt một số lái xe đường dài trên địa bàn do không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Cụ thể, ngày 6 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành đã xử phạt 7 lái xe container liên tỉnh đường dài do không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Mỗi trường hợp bị xử phạt số tiền là 5 triệu đồng. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành cũng đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1953, là người trông coi bãi xe Mạnh Dũng ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, số tiền 5 triệu đồng. Ông Sang bị xử phạt do biết có lái xe đường dài cửa xe tại bãi giữ xe của mình trông giữ và tự ý về nhà nhưng không thông báo cho chính quyền địa phương biết để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Cũng trong ngày 6 tháng 9, lãnh đạo huyện Kim Thành đã ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Huy Văn có trụ sở ở thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên với số tiền 10 triệu đồng do đơn vị này đã vi phạm không thực hiện biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong vùng có dịch. Trước đó, tổ công tác của huyện Kim Thành đi kiểm tra thì phát hiện cảng nội địa của công ty Huy Văn có nhiều xe đầu kéo, nhiều lái xe liên tỉnh đường dài đổ xe tại cảng và đi vào khu dân cư. Được biết, huyện Kim Thành có hai tuyến quốc lộ 5 và 17 đi qua với tổng chiều dài hơn 30 km cùng hàng trăm điểm tra và địa bàn huyện. Qua kiểm tra cho thấy, một số cơ sở trông giữ xe, ô tô tại huyện Kim Thành chưa thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19, còn tình trạng lái xe đường dài rời khỏi điểm trông giữ xe, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Kim Thành đã yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền, các địa phương, chủ cơ sở trông giữ xe ô tô trên địa bàn huyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Kim Thành yêu cầu thực hiện đầy đủ, đảm bảo các điều kiện hoạt động về kinh doanh dịch vụ trông giữ xe như giấy phép kinh doanh, mặt bằng bãi đổ xe, đường ra vào, bãi đổ đảm bảo an toàn, không gây ùn tắc giao thông, có barrier ngăn cách khu vực trong, ngoài bãi đổ xe, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. Huyện Kim Thành thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bố trí dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ cho các lái xe, lắp đặt camera giám sát tại bãi giữ xe, có phương án cung cấp suất ăn, đồ dùng thiết yếu cho lái xe, đảm bảo giữ khoảng cách, không để người nhà, người cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho lái xe vào trong khu vực bãi đổ, đảm bảo khu vực vệ sinh, tắm giặt riêng biệt, lập sổ ghi chép đầy đủ thông tin của các lái xe. Các địa phương chủ cơ sở tuyên truyền hướng dẫn các lái xe ăn, nghỉ tại xe của mình, không đi vào trong khu dân cư nếu phát hiện trường hợp tự ý đi ra khỏi khu vực bãi đổ xe, không chấp hành các quy định phòng chống dịch hoặc lái xe có lý do đặc biệt cần ra ngoài bãi gửi xe, phải kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương biết xử lý. Đối với các điểm trông giữ xe của doanh nghiệp, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho lái xe ngoài thực hiện các nội dung trên phải vệ sinh, khử khuẩn nhà ăn, đảm bảo giãn cách, không nói chuyện trong khi ăn, bố trí camera giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực ăn, nghỉ của lái xe. Từ ngày 27 tháng 7 đến nay, các cơ quan chức năng huyện Kim Thành đã xử phạt 526 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch với tổng số tiền trên 514 triệu đồng.